Chẳng cần phải chờ Galaxy S23 FE làm gì, bởi vì con máy đấy chỉ có Snapdragon 8 Gen 1 mà thôi. Đây, mình cũng sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy có Snapdragon 8 Gen 1, nhưng tất cả những thông số về sau của nó sẽ còn làm các bạn ấn tượng hơn, với 12GB RAM và 500GB bộ nhớ trong. Mức giá của nó sẽ chỉ là 8 triệu đồng tại Xiaomi mà thôi. Nó chính là Moto Edge Plus. Và trong video này hãy cùng mình trên tay chia sẻ nhanh với con máy này. Thực ra nó không phải là một con máy mới ra mắt, mà nó đã ra mắt từ năm ngoái rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì bắt đầu có nhiều hàng về và mình mới được tiếp cận với nó. Và mình tin rằng cũng có khá nhiều bạn biết tới con máy này, nên chúng ta vẫn sẽ phải có một màn unbox để xem bên trong nó có cái gì. Tất nhiên đây là một con máy nguyên siêu, nhưng khi lấy về thì mình đã rất là hồi hộp và mình phải mở ra ngay lập tức để trải nghiệm nó. Thì đây, bên trong chúng ta vẫn sẽ có một bộ sạc cáp với công suất tối đa là 30W. Và ở trên đây thì cũng in một cái số 30 rất là to, thể hiện cho chúng ta biết cái mức công suất của cái chiếc điện thoại này sạc vào là bao nhiêu. Quay trở lại với chiếc Moto Edge Plus thì các bạn sẽ có một chiếc máy được làm hoàn thiện với các mặt lưng bo cong ôm trọn sản phẩm khung viền, cầm nắm trên tay rất thích, rất thoải mái. Và mình tự tin khẳng định đấy là nếu như các bạn sử dụng con máy này mà không cần ốp á, thì các bạn vẫn có được một cái cảm giác cầm nắm sướng cực kỳ luôn. Đấy. Nhưng bên cạnh đó nhá, mình vẫn sẽ chê nhẹ một chút ở cái phần hoàn thiện, những cái góc như thế này này. Khi mà các bạn vuốt vào, chúng ta vẫn sẽ thấy được nó bị sắc sắc một tí, tức là nó vẫn hơi nhô nhẹ một tí ở những cái điểm góc như thế này. Và cái phần viền này nó sẽ chỉ được hoàn thiện từ nhựa mà thôi. Mình cũng không hiểu một cái chiếc máy được ra mắt ở năm 2022 với cái mức giá bán ở bên nước ngoài đâu đó quy đổi ra tiền Việt Nam cũng gần 20 triệu mà lại chỉ được sử dụng cái viền nhựa thôi thì hơi đáng tiếc các bạn ạ. Quay ra với phần mặt trước đi, thì Moto Edge Plus nó sẽ mang cho chúng ta một cái màn hình với kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD Plus, tấm nền OLED và các bạn cũng sẽ có tần số quét cao. Đấy, khi mà vuốt lên vuốt xuống nhìn cực kỳ mượt mà, và nó còn mượt hơn khi mà nó được sở hữu một cái giao diện gần như là thuần Google. Tất nhiên thì nó cũng sẽ có một vài những cái tùy biến của Motorola ở bên trong, nên mình mới nói là nó gần như là thuần Google thôi chứ không phải là thuần nhá. Và ngoài mượt ra thì cái màn hình này nó cũng sẽ mang tới cho chúng ta một cái độ sáng rất ngon, tương phản tốt và màu đen sâu tuyệt đối. Bởi vì đơn giản nó là màn hình OLED, và khi các bạn xem phim, các bạn chơi game hay là các bạn làm bất kỳ cái điều gì ở trên màn hình này thì chúng ta vẫn sẽ có được cái sự trải nghiệm thoải mái tuyệt vời. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy này, cái viền này thì nó không phải là một cái viền quá mỏng, nhưng nó lại mang tới cho chúng ta được cái sự đối xứng giữa cả bốn viền với nhau. Hai viền hai bên và hai viền trên dưới nó đều mang tới cho chúng ta một cái độ dày là tương đồng với nhau, nên khi nhìn vào nó sẽ mang lại cho các bạn một cái cảm giác rất là đồng đều. Và thêm một yếu tố nữa, nên là nếu như các bạn anti màn hình cong và các bạn thích màn hình phẳng thì ok, đây là một cái màn hình sẽ chỉ được làm vát 2.5D, để khi mà các bạn vuốt từ ngoài vào chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm sướng hơn mà thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, đây là cái màn hình này khi mà chúng ta lấy từ trong điện thoại ra ấy, thì nó sẽ không được dán sẵn một cái miếng bảo vệ phim ở trên đây, nên là các bạn cứ đi kiếm sẵn miếng dán đi, bóc hộp ra dán vào để cho nó đỡ bị chảy xước cũng như là đỡ bị ảnh hưởng trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Tới với cấu hình của chiếc máy này thì Moto Edge Plus nó cũng sẽ mang tới chúng ta một cái cấu hình quá sức ngạc nhiên trong phân khúc đi. 8 triệu đồng, có 500GB bộ nhớ trong, có 12GB RAM và con chip là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Đây vẫn là một trong những con chip mà mình đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Chủ yếu là các bạn sẽ ngâm cứu thêm về cái khoản đó là tối ưu cái nhiệt độ của nó nếu như các bạn hardcore với game nặng mà thôi. Còn lại trong trải nghiệm hàng ngày thì chẳng có gì phải chê nữa. Quá mượt mà, quá mướt. Và các bạn nhìn này, cái giao diện của nó phản hồi này. Ấy. Và mình cũng đã dùng thử với rất nhiều tab đa nhiệm ở trên con máy này thì không có bất kỳ một vấn đề gì cả, nên mình có thể nói đây là một trong những con máy best hiệu năng trên cái trải nghiệm ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, 8 triệu đồng, một con cấu hình quá khủng long đi. Bên cạnh đó thì với cái giao diện này này, như mình đã nói sơ qua vừa nãy thì nó sẽ là một giao diện gần như thần Google. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có một cái app có tên là Moto ở đây, thì các bạn có thể cá nhân hóa lại một chút ở cái phần giao diện, thông chữ, rồi các cái cử chỉ mà các bạn sử dụng và một vài những gợi ý khác đến từ nhà sản xuất về hiển thị các thứ ở trong này, để cái giao diện của chiếc máy nó sẽ hợp với phong cách sử dụng của bạn hơn. Đấy, các bạn thấy ok không ạ? Tới với phần camera đi. Mặc dù là các bạn thấy nó có 3 cam nhưng sẽ chỉ có 2 cam để chúng ta chụp chính mà thôi, bao gồm cam chính 50MP f1.8, camera ultra wide 50MP f2.2 và cuối cùng là camera đo độ sâu chụp ảnh 2MP f2.4. Như vậy thì
với cái camera ultra wide 50 megapixel, nó sẽ giúp cho các bạn lấy được nhiều chi tiết hơn và góc rộng hơn. Đây cũng là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao trên cái chiếc máy này. Mình chưa hiểu tại sao mà từ cuối năm ngoái cho tới năm nay thì có khá nhiều những nhà sản xuất bỏ đi cái camera ultra wide, ví dụ như Oppo hay Realme này. Cái camera ultra wide nó là cái cam dùng chỉ ít hơn đứng sau cái camera chính mà thôi. Bởi vì chúng ta chụp bình thường thì sử dụng cam chính, còn chúng ta đi chơi du lịch thì chỉ có dùng camera ultra wide, chứ rất ít khi chúng ta dùng tới cái camera tele. Các bạn thấy đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta có camera ultra wide 50 megapixel trên cái chiếc máy này, nó là một điều rất rất ngon và rất rất đáng tuyên dương. Vừa có nhiều chi tiết mà lại vừa góc rộng nữa. Và đây sẽ là một vài những bức hình mà mình cho các bạn xem về camera góc chính và camera ultra wide trên chiếc Motorola Edge Plus này. Nói chung là camera của nó chụp ra cũng ngon đấy, không phải dạng vừa đâu. Cuối cùng là về viên pin của Motorola Edge Plus, thì đây là chiếc máy được sử dụng quả pin cũng khá to, 4800 mAh. Bên cạnh đó thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta sạc nhanh tối đa lên tới là 68W. Đây là con số mà theo như những thông tin mà mình nắm được, mà mình vẫn chưa hiểu tại sao sạc nhanh tới 68W mà lại chỉ được tặng kèm một cái cục sạc có 30W mà thôi. Chắc là mình sẽ phải sử dụng cái công cụ chuyên dụng của mình để test lại cái vấn đề này, xem có thực sự là nó nhận tới 68W hay là không. Và đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn mà mình test nhá. Trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo thơm Motorola S Plus, và mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn để chia sẻ với các bạn sau khoảng một vài ngày sử dụng thì cái con máy này nó như thế nào, nó có lag giật nhiều hay không, và cũng như là có những cái bài game test thêm với chiếc máy này để xem là cái việc tối ưu hóa của nó với những tựa game mà các bạn hay chơi kiểu là PUBG, kiểu là Genshin Impact có ngon hay là không. Và nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.